Việt Nam 2019 đã đến với cửa hàng Lovisa tại Sài Gòn Center ngày hôm nay. Như các bạn đã biết thì Lovisa là một thương hiệu trang sức phụ kiện đến từ Úc. Và năm nay Lovisa rất vinh hạnh được đồng hành cùng cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 cùng tất cả các bạn thí sinh. Ở mỗi một cửa hàng thì ở đâu đó có hơn 6.000 món phụ kiện để các bạn có thể sử dụng từ trang phục hàng ngày, dạo phố cho đến những sự kiện event. Và chị hy vọng rằng những phụ kiện trang sức của Lovisa sẽ góp phần giúp các bạn tỏa sáng tại cuộc thi Miss World năm 2019. Cô gái của chúng ta qua bộ sưu tập áo dài kết hợp với bộ sưu tập trang sức Lovisa. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thi dạ hội của 25 thí sinh xinh đẹp trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Brian Võ, trang sức đến từ thương hiệu Lovisa.